10 nguyên tắc mẹ Do Thái dạy con thành thiên tài. Nhiều bà mẹ mong ước có con là thiên tài, nhưng không có những quy tắc rõ ràng nào để thực hiện được như vậy. Các bà mẹ Do Thái không dùng đến các nghiên cứu tâm lý hay diễn đàn cho cha mẹ nào, nhưng con cái họ thường trở thành những thiên tài nhí. Sau đây là một số quy tắc quan trọng được đúc rút. 1. Khuyến khích tinh thần tự lập. Ở gia đình bình thường, các bậc cha mẹ cho rằng con cái họ sẽ thành công trong cuộc sống nếu trẻ tin rằng chúng có thể làm mọi thứ. Nhưng ở gia đình Do Thái, các bậc cha mẹ thấy việc trẻ nghĩ chúng có thể tự làm mọi thứ thì quan trọng hơn. Ở các quán cà phê của Israel, người ta thường thấy một em bé 1 tuổi tự ăn bít tết. Điều này là do trẻ được phép tự làm bất kỳ điều gì ngay khi chúng có khả năng về thể chất để làm điều đó. 2. Mọi việc đều khó khăn lúc đầu rồi dần dần sẽ dễ. Để trẻ có thể tự lập, cha mẹ Do Thái luôn thừa nhận những nỗ lực của chúng. Khi trẻ có một sở thích mới, cha mẹ đều ủng hộ và khuyến khích. Cha mẹ Do Thái biết rằng, mọi việc đều khó lúc đầu rồi dần dần sẽ dễ. Nếu có điều gì đó không suôn sẻ với chúng, những người thân lớn tuổi hơn sẽ nói, lúc đầu bao giờ cũng khó. 3. Tin tưởng là phần thưởng tốt nhất. Cha mẹ Do Thái tưởng thưởng cho những nỗ lực của con bằng sự tin tưởng tuyệt đối. Khi trẻ được tin tưởng hoàn toàn để làm một việc gì đó, nó hiểu rằng nó đã làm tốt. 4. Bề ngoài không quan trọng. Một đứa trẻ Do Thái có thể khiến bạn cảm thấy không thể hiểu nổi. Chúng lấm lem bùn đất, quần áo xộc xệch. Việc giữ trẻ sạch sẽ và gọn gàng ở bên ngoài mất quá nhiều thời gian cho cả cha mẹ và bé. Các bậc cha mẹ Do Thái cho rằng việc luôn giữ cho quần áo trẻ sạch sẽ là việc làm vô ích đối với sự phát triển cá nhân của bé. Tự bọn trẻ cũng không hoàn toàn quan tâm đến chúng nhìn như thế nào. 5. Chấp nhận sự bừa bộn. Các bậc cha mẹ Do Thái thường không phiền lòng khi con cái họ tạo ra những đống lộn xộn. Họ hiểu rằng chúng nghịch ngợm, bừa bộn và làm đổ mọi thứ xung quanh. Đó là lý do tại sao, thay vì cằn nhằn với trẻ về căn phòng bừa bộn, họ sẽ cho phép chúng như vậy và giải thích tại sao ngăn nắp lại hữu ích đối với chúng. 6. Để trẻ vận động đến hết năng lượng. Những bậc cha mẹ khác có thể cảm thấy mệt mỏi khi thấy cách những đứa trẻ Do Thái hành xử. Chúng dành cả ngày để chạy loanh quanh và không ai bảo chúng rằng đừng leo lên chỗ đó, đừng chạm vào cái này, hãy bình tĩnh lại nào. Các bậc cha mẹ Do Thái cho rằng việc để trẻ tự do bên ngoài khi chúng còn nhỏ khá quan trọng. Bằng cách này, khi lớn lên, chúng sẽ tự tin hơn và kiên trì trong tất cả các việc chúng làm. 7. Tôn trọng người lớn. Những đứa trẻ Do Thái được tự do làm nhiều thứ, ngay cả việc vẽ trên giấy dán tường, cũng được xem là dấu hiệu cho thấy đứa trẻ rất sáng tạo, năng động và có tiềm năng trở thành một họa sĩ vĩ đại. Tuy nhiên, có một ranh giới mà bất kỳ đứa trẻ Do Thái nào cũng không được phép vượt qua, đó là không tôn trọng những người lớn tuổi trong gia đình. Bôi mực lên con mèo, có lẽ trẻ sẽ bị nhắc nhở, nhưng nếu xúc phạm cha mẹ, trẻ sẽ phải chịu những hình phạt nghiêm khắc. 8. Việc của người lớn là quan trọng. Trẻ được dạy tôn trọng cha mẹ từ khi còn nhỏ. Mỗi đứa trẻ trong gia đình đều biết rằng cha mẹ chúng là sếp, chúng không phải là trung tâm. Vì vậy, trẻ sẽ không bao giờ phụ thuộc vào cha mẹ để làm hay đạt được điều gì chúng muốn. Mà thay vào đó, chúng sẽ cố gắng để tự đạt được điều đó. 9. Khuyến khích sự tự chủ. Cha mẹ Do Thái không trừng phạt con bằng cách lấy đi thứ gì đó của chúng. Thay vào đó, họ dựng một số quy tắc mà trẻ sẽ được lợi nhất định nếu làm một việc gì đó. Nhờ thế, trẻ sẽ không sợ bị phạt mà sẽ học cách sửa chữa hành vi của mình để bản thân được lợi nhất. Trẻ tự nguyện để dành thức ăn cho anh chị em vì hiểu rằng khi cho đi một thứ thì nó có thể nhận về mình một thứ khác. 10. Không có gì không đáng chú ý. Có thể các nhà tâm lý học khuyên bạn không nên khen ngợi trẻ vì bất kỳ một trò nghịch khờ dại nào. Như vậy sẽ kích thích sự trưởng thành của trẻ. Tuy nhiên, các bậc cha mẹ Do Thái cho rằng bất kỳ thành tựu nào cũng đáng phải được khen ngợi. Thậm chí khi nhận được một chiếc vòng chỉ đính vài hạt nhựa do con làm thôi, người mẹ Do Thái cũng thấy đó là một món nữ trang đẹp và sẵn sàng khoe với mọi người.
hay một chiếc khăn ăn có những chữ viết nguệch ngoạc trên đó, mẹ Do Thái vẫn sẽ tìm ra được một họa tiết và tự hào giới thiệu nó như một bức tranh với những người thân trong gia đình. Bạn có đồng ý với những quan điểm dạy trẻ như vậy không?